tổng quan. Đại học FPT nổi tiếng về chất lượng giáo dục hàng đầu Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và hệ thống 4 phân hiệu ở 4 tỉnh khác: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định và Cần Thơ. Trường có hệ thống lớp học, thư viện, ký túc xá thuộc vào hàng hiện đại và cao cấp bậc nhất cả nước. Lạc vào FPT, bạn sẽ lập tức bị đốn tim bởi không gian xanh mướt và lối kiến trúc đẹp như mơ, chẳng kém gì những khu nghỉ dưỡng hạng sang. Chương trình đào tạo tại FPT hoàn toàn khác biệt so với các trường đại học khác, nó mang tính thực tế, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên thị trường nên được đánh giá rất cao. Chương trình học của sinh viên đảm bảo luôn được cập nhật nhằm phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ quốc tế. Đặc biệt, sinh viên FPT sau khi học xong sẽ được các doanh nghiệp đánh giá cao, nhờ được chú trọng phát triển ngoại ngữ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm lớn. Thầy cô FPT đều là những người có tiếng tăm, đã học tập và công tác tại các cơ sở giáo dục lớn. Đặc biệt hơn, tại FPT luôn có sự hỗ trợ kiến thức, kỹ năng từ phía các chủ doanh nghiệp, nhờ đó mà sinh viên sẽ được học và rèn luyện bản thân tốt nhất. Sinh viên được học 100% giáo trình đến từ các nhà xuất bản danh tiếng quốc tế như McGraw-Hill, Pearson. Ngành đào tạo. Trường Đại học FPT đào tạo 3 nhóm ngành chính: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và ngành ngôn ngữ. Nhóm ngành công nghệ thông tin có các ngành: kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, hệ thống thông tin, thiết kế kỹ thuật số, IoT Internet of Things, với 3 ngành dự kiến: phần mềm ô tô, xử lý dịch vụ số, thiết kế mỹ thuật số. Nhóm ngành quản trị kinh doanh có các ngành: Digital Marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị truyền thông đa phương tiện. Nhóm ngành ngôn ngữ có chuyên ngành tiếng Anh, Nhật và Hàn. Tuyển sinh. Hiện nay Đại học FPT triển khai tuyển sinh thông qua 4 phương thức là xét tuyển thẳng, xét tuyển qua điểm thi trung học phổ thông, xét tuyển bằng kết quả học bạ và phương thức xét tuyển khác. Cụ thể như sau. Điểm chuẩn tất cả các ngành dao động từ 15 đến 21 điểm, với tổng 16.000 chỉ tiêu tuyển sinh. Chương trình đại học chính có 9 kỳ học với mức học phí năm 2022 là 27.300.000 đồng trên kỳ học. Đại học FPT yêu cầu đầu vào tối thiểu tiếng Anh là chuẩn TOEFL EBT 80 hoặc IELTS, học thuật 6.0. Với bạn nào chưa đủ điều kiện sẽ phải hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Anh 6 mức, tùy thuộc vào trình độ hiện tại của các bạn, với mức học phí 11.300.000 đồng trên mức trong 2 tháng. Đại học FPT có rất nhiều học bổng dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông với các mốc 100%, 70%, 30% học phí. Các bạn có thể tìm kiếm group cùng săn học bổng FPT trên Facebook để tham khảo thông tin, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh có quyết định chọn trường phù hợp với mình. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về trường nào? Hãy bình luận ở bên dưới video này nhé và đừng quên bấm like video, subscribe và chuông thông báo để đón xem được những video mới nhất.